Ngày 19 tháng 10, ông Lang Thanh Hoài, trưởng công an xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An, cho biết, khi đang trên đường đi dạy về, một cô giáo mầm non không may bị tai nạn giao thông tử vong. Vụ tai nạn xảy ra lúc 18 giờ ngày 18 tháng 10 trên quốc lộ 48 thuộc xóm 34, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. Vào thời điểm đó, cô Phan Thị Tuyên, 30 tuổi, giáo viên trường mầm non Châu Bình điều khiển xe máy BKC37L203138 hướng từ xã Châu Bình đi về huyện Quỳ Hợp. Khi đến địa điểm trên, đã va chạm với ô tô, chưa rõ BKC, đi cùng chiều do ông Trần Xuân Công, 44 tuổi, hiện đang là hiệu trưởng trường tiểu học Châu Thuận điều khiển. Vụ va chạm khiến phần đầu của cô Tuyên chấn thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Nhận được thông tin, công an huyện Quỳ Châu đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.